Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hóa. Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa khóa 11 vừa tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp bất thường bầu bổ sung chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Minh Đề, tỉnh ủy viên, chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Công Hữu, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy; đồng chí Võ Ngọc Thanh, phó giám đốc Sở Nội vụ; đại diện ban tổ chức tỉnh ủy, ban tổ chức huyện ủy và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, Hội đồng nhân dân huyện đã bỏ phiếu bầu ông Phạm Tiến Nam, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch phụ trách Hội đồng nhân dân huyện, giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Bầu ông Nguyễn Minh Lự, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, giám đốc trung tâm chính trị huyện, giữ chức vụ phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện với tỷ lệ phiếu bầu 100% đại biểu dự kỳ họp. Việc kiện toàn nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đảm bảo tính liên tục, toàn diện, thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của Hội đồng nhân dân, thường trực Hội đồng nhân dân huyện diễn ra theo đúng luật định. Đồng chí Lê Công Hữu, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy vừa có buổi làm việc với ban chấp hành Đảng bộ xã Tiến Hóa nhằm kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhằm đảm bảo chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng bộ xã lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Tiến Hóa đã xây dựng, quán triệt, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, thành lập 4 tiểu ban và các tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, ra soát lại quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và cán bộ quản lý chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng đề cương tổng quát và biên tập dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ xã. Đến thời điểm này, xã Tiến Hóa đã chỉ đạo hoàn thành đại hội 17/17 chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Các dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản đã hoàn thành việc góp ý, chỉnh sửa, hoàn thiện để trình ban chấp hành Đảng bộ xã thông qua. Đảng ủy xã cũng đã triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác đảm bảo đại hội theo đúng quy định và hướng dẫn của Ban Thường vụ huyện ủy. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Công Hữu, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tiến Hóa cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong nội bộ để lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội trong thời gian tới. Tiếp tục tranh thủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện các văn kiện trình tại đại hội. Nghiên cứu xem xét lại các chỉ tiêu nhiệm kỳ tới, lựa chọn các khâu đột phá phải phù hợp, sát đúng với lợi thế của địa phương. Tiếp tục kiện toàn công tác nhân sự, đảm bảo theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của xã, chủ động công tác kiểm tra giám sát, giải quyết các đơn thư khiếu nại, nhất là xử lý kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại liên quan đến nhân sự đại hội, vân vân. Vừa qua, đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Kim Hóa để kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng đi có đồng chí Thượng tá Trần Quang Hiếu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Công an huyện, đại diện các ban ngành liên quan. Thực hiện các chỉ thị kế hoạch của cấp trên về đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đảng ủy xã Kim Hóa đã làm tốt công tác tuyên truyền. Đến nay, 14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Triển khai kế hoạch, tổ chức họp công bố các tiểu ban và các tổ giúp việc, phân công trách nhiệm cho từng thành viên thực hiện. Tiến hành soạn thảo báo cáo chính trị, kiện toàn, sắp xếp cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho đại hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng đại hội. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương sự tích cực, chủ động của Đảng ủy xã Kim Hóa trong công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy xã Kim Hóa cần tiếp tục ra soát, hoàn chỉnh báo cáo chính trị, đề án nhân sự và các nội dung liên quan đến đại hội, tập trung xử lý dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các mặt công tác, đảm bảo để đại hội được diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp. Ngày 27 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị để góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21. Đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ huyện Tuyên Hóa có hai phần chính, gồm báo cáo kiểm điểm 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 5 năm
2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo về bố cục, nội dung, dung lượng báo cáo, về chủ đề, các chỉ tiêu, các khâu đột phá, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Ngoài ra, hội nghị đã được nghe các đại biểu thảo luận thẳng thắn, đóng góp ý kiến bổ sung vào báo cáo dự thảo như chủ đề về báo cáo chính trị, chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn, đề nghị huyện có ý kiến để nhà máy xi măng Sông Danh có liên kết cung cấp vật liệu và hợp đồng vận tải với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện phát triển, vấn đề cấp giấy phép thu mua nguyên liệu có nguồn gốc. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện, đồng thời tiếp thu các ý kiến để tiếp tục xem xét, nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện báo cáo chính trị, đảm bảo sát đúng với tình hình thực tế của địa phương để trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2020, lãnh đạo huyện Tuyên Hóa đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các đơn vị y tế trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Hữu Chức, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng đoàn đã đi thăm các đơn vị y tế nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng chí cùng đoàn đã đến thăm đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện, Trạm Y tế thị trấn Đồng Lê và Trạm Y tế xã Thuận Hóa. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng ngày truyền thống đến tất cả cán bộ y bác sĩ, nhân viên người lao động của các đơn vị. Đồng chí ghi nhận những đóng góp của các đơn vị y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 gây ra, đồng thời biểu dương tinh thần phục vụ của đội ngũ y bác sĩ cùng với việc tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại. Thực hiện tốt việc phòng ngừa và khám chữa bệnh của người dân, đồng chí mong muốn các đơn vị y tế trong thời gian tới tiếp tục nêu cao trách nhiệm của mình trong công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đang xảy ra với diễn biến phức tạp, cần thường xuyên tuyên truyền, theo dõi, chủ động trong công tác phòng chống nhằm tránh sự lây lan của dịch bệnh. Đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến thăm chúc mừng Trạm Y tế xã Thạch Hóa, Trạm Y tế xã Đức Hóa và Phòng Y tế huyện. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Mặc dù điều kiện thực hiện công tác chuyên môn còn nhiều hạn chế, nhưng đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên các đơn vị đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước về y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên các đơn vị tiếp tục tích cực trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phối hợp tốt với chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác khám chữa bệnh, đảm bảo nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị phòng y tế và các trạm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ động công tác vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị công tác. Ngày 26 tháng 2, đồng chí Cao Xuân Tín, huyện ủy viên, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện cùng đoàn đã đi thăm các trạm y tế nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2020. Tại cả nơi đến thăm, đồng chí phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện đã biểu dương đánh giá cao những kết quả mà các trạm y tế đã đạt được trong công tác khám chữa bệnh cho người dân thời gian qua, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ y bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, lương y như từ mẫu. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, tập thể cán bộ y bác sĩ của các trạm y tế tiếp tục phấn đấu nỗ lực hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc, điều trị sức khỏe cho người dân, đặc biệt là tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang xảy ra với diễn biến phức tạp, khó lường. Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện thay mặt lãnh đạo huyện chúc cán bộ, nhân viên, các y bác sĩ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam có nhiều sức khỏe, niềm vui, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên của đơn nguyên điều trị Thanh Lãng, Trạm Y tế cả xã Kim Hóa, Thanh Hóa và Lâm Hóa nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2020.
Tại những nơi đến thăm, thay mặt đoàn, đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã gửi lời chúc mừng đội ngũ y bác sĩ và cán bộ nhân viên, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tích đã đạt được của các đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, tập thể đội ngũ y bác sĩ của đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn và không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, lương y như từ mẫu. Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đồng chí cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực chủ động triển khai các biện pháp phòng chống nhằm ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của dịch bệnh. Dịp này, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trao những bó hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ nhân viên của các đơn vị nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Ngày 26 tháng 2, chi bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đình Mão, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy, đồng chí Cao Xuân Tín, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, Bí thư Đảng bộ cơ quan Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Theo quyết định số 2460 ngày 14 tháng 2 năm 2020 của huyện ủy Tuyên Hóa, từ ngày 1 tháng 3 năm 2020, Ban Thường vụ huyện ủy quyết định thành lập chi bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện trực thuộc Đảng bộ huyện Tuyên Hóa, gồm 12 đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đang công tác tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Đồng thời chỉ định ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Cần được chỉ định giữ chức vụ bí thư chi bộ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Mão, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức huyện ủy chúc mừng chi bộ mới được thành lập, đồng thời mong muốn chi bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện sẽ phát huy tốt vai trò trách nhiệm của chi bộ cơ sở, các đảng viên sinh hoạt tại chi bộ mới luôn đoàn kết, nỗ lực cùng với đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cơ quan Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện vừa tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2020. Tham dự có đồng chí Phạm Tiến Nam, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Cao Xuân Tín, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, Thủ trưởng cơ quan chủ trì hội nghị. Năm 2019, các phòng ban đơn vị thuộc cơ quan Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ công tác lãnh đạo chỉ đạo đến công tác tham mưu, tổng hợp, công tác giải quyết thủ tục hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quản lý đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng đều được thực hiện nghiêm túc, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Kết thúc năm 2019, huyện Tuyên Hóa có 18/19 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cơ quan tiếp tục duy trì danh hiệu đơn vị văn hóa. Năm 2020, cơ quan Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, tạo quyết tâm thi đua phấn đấu vươn lên hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đưa tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện lên 8 xã vào cuối năm 2020. Tiếp tục tổ chức các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tại hội nghị, đã tiến hành bầu 3 đồng chí vào Ban Thanh tra Nhân dân, nhiệm kỳ 2020-2022, đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2020. Ngày 25 tháng 2, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện phối hợp cùng với Trung tâm Truyền máu khu vực miền Trung tổ chức Hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020. Năm 2020, huyện Tuyên Hóa được giao chỉ tiêu 650 đơn vị máu, trong đó đợt 1 được giao chỉ tiêu 450 đơn vị máu. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò ý nghĩa của việc hiến máu cứu người, xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai sâu rộng đến các đơn vị thực hiện, vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu, góp phần cung cấp nguồn máu thường xuyên cho các đơn vị y tế. Với thông điệp hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, trong lần hiến máu đợt 1 năm 2020 đã ghi nhận trên 700 lượt người là cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên và học sinh của 9 xã thị trấn phía Bắc huyện Tuyên Hóa, các cơ quan đơn vị và 2 trường trung học phổ thông đóng trên địa bàn tham gia đăng ký hiến máu.
Kết quả qua sàng lọc đã có 450 người đủ điều kiện hiến máu, thu được 450 đơn vị máu, đạt 69,2% kế hoạch năm và 100% kế hoạch hiến máu đợt 1 năm 2020. Trong đợt này, ban tổ chức đã phát khẩu trang, xà phòng miễn phí cho các tình nguyện viên tham gia hiến máu, đồng thời tuyên truyền đến người dân về cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Phong trào hiến máu tình nguyện tại huyện Tuyên Hóa đã trở thành một hoạt động thường niên có sức lan tỏa sâu rộng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực. Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái với cộng đồng, chung tay cứu sống những người kém may mắn. Nguồn máu thu được sẽ có phần tích cực trong công tác chữa bệnh và cấp cứu bệnh nhân trong thời gian tới. Ngày 26 tháng 2, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động y tế trường học phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho 75 nhân viên y tế cả trường học trên địa bàn huyện. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được cán bộ Trung tâm Y tế huyện tập huấn các nội dung về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 như hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 theo quyết định số 343 ngày 7 tháng 2 của Bộ Y tế, hướng dẫn sử dụng các hóa chất khử trùng chứa clor trong công tác phòng dịch, hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 theo quyết định số 345 ngày 7 tháng 2 của Bộ Y tế và một số nội dung liên quan khác. Lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về thực hiện việc theo dõi quản lý sức khỏe cho cán bộ giáo viên và nhân viên trong nhà trường, cập nhật kiến thức, các quy định liên quan đến công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, qua đó xử lý kịp thời các tình huống khi có dịch bệnh xảy ra. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và ngành y tế, huyện Tuyên Hóa đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, nhất là thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe đối với các trường hợp du học sinh, người lao động từ vùng dịch trở về địa phương. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa, đến thời điểm này, huyện Tuyên Hóa ghi nhận có 4 công dân là du học sinh và người lao động trở về từ Hàn Quốc, nơi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Trong đó có 3 người ở xã Đức Hóa trở về từ tỉnh Chungki, 1 người ở xã Tiền Hóa trở về từ thành phố Busan. Đây đều là các địa phương cách xa tâm dịch Daegu của Hàn Quốc. Cả 4 công dân đều được kiểm tra y tế và xác nhận sức khỏe bình thường tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Tuy vậy, để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, mỗi người đều phải cách ly 14 ngày theo dõi. Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Tuyên Hóa và hai xã Đức Hóa và Tiền Hóa đã kịp thời có mặt tại các gia đình để tuyên truyền hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh, tiến hành cách ly tại nhà, theo dõi, giám sát, đo thân nhiệt các công dân theo quy định, đồng thời phun thuốc khử trùng tại các hộ gia đình và khu vực xung quanh khu dân cư. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Tuyên Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban ngành chức năng, các địa phương tăng cường quản lý theo dõi sức khỏe các trường hợp từ nước ngoài trở về địa phương, nhất là tại các quốc gia có dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về dịch bệnh và các biện pháp phòng dịch, đảm bảo không đưa những thông tin sai lệch gây hoang mang trong dư luận. Những ngày này, các trường học trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đang triển khai nhiều biện pháp để đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ phòng dịch bệnh do virus COVID-19 gây ra. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo hướng dẫn các trường học, các biện pháp nhằm chủ động ứng phó với dịch bệnh do virus COVID-19 gây ra. Theo đó, trong thời gian học sinh được nghỉ, các trường tổng hợp vệ sinh, lớp học, khuôn viên trường và xung quanh trường phải sử dụng xà phòng, chất tẩy rửa theo khuyến cáo của ngành y tế để vệ sinh bề mặt, lau chùi sàn, trang thiết bị, đồ dùng học tập, đồ chơi, tay nắm cửa, mở thoáng các cửa phòng học. Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa đã tiến hành cấp gần 200 kg hóa chất chloramin B cho trạm y tế các xã thị trấn để phục vụ việc tiêu độc khử trùng tại các cơ quan đơn vị trường học. Đến nay, 75 trên 75 đơn vị trường học đã hoàn thành việc phun hóa chất, vệ sinh phong quang trường lớp, tiến hành tiêu độc khử trùng các phòng học, bàn ghế, dụng cụ học tập, phối hợp chặt chẽ với hội cha mẹ học sinh tham gia tổng vệ sinh trường học, vân vân. Bên cạnh đó, đơn vị đã tổ chức tập huấn cho nhân viên phụ trách công tác y tế trường học kỹ năng phòng chống dịch COVID-19. Đến thời điểm này, huyện Tuyên Hóa không có trường hợp cán bộ giáo viên nhân viên có biểu hiện mắc cúm COVID-19. Công tác chuẩn bị đã cơ bản đảm bảo để đón học sinh trở lại trường học tập trong thời gian tới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Hóa phối hợp với đoàn xã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Phạm Ngọc Anh, thôn Đại Sơn, xã Đông Hóa. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu xã Đông Hóa lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025.
Gia đình ông Phạm Ngọc Anh, thôn Đài Sơn, thuộc diện hộ nghèo của xã, gia đình hết sức khó khăn. Bản thân ông là thương binh mất sức lao động nên đau ốm thường xuyên. Nhiều năm nay, gia đình ông phải sống trong ngôi nhà cũ, xuống cấp nghiêm trọng, không có khả năng sửa chữa. Ngôi nhà được khởi công xây dựng với diện tích 80m², tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa hỗ trợ 40 triệu đồng. Nguồn từ quỹ người nghèo trung ương, số tiền còn lại do gia đình và anh em dòng họ đóng góp. Địa phương huy động đoàn viên thanh niên đóng góp ngày công lao động. Công trình dự kiến sẽ thi công trong vòng 1 tháng và bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối tháng 3 năm 2020. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở ổn định, có phân công với chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Tuyên Hóa đến đây xin kết thúc. Mời quý vị và các bạn cùng xem lại chương trình tại website truyenhinhtuyenhoa.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.